thay đồ. Ừ. Ê! Nghiêng! Đâu? Ê! Và cô giới thiệu với các em Hoàng Nguyễn Viết Hòa, chủ tịch tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa. Hôm nay dù bận rất là nhiều việc, nhưng vì nghe sắp tới là các bạn ra tổ chức thi lên đây, thầy đã sắp xếp thời gian và vừa thăm lớp chúng ta. Thì đáng lẽ là chủ nhật mình thi, thứ bảy thầy mới ra, nhưng mà vì thầy muốn đi thăm tất cả các câu lạc bộ, các sân tập, nên thầy đã ra sớm từ ngày hôm qua. Vậy cô xin trân trọng kính giới thiệu thầy, thầy hội chúng ta được chào mừng thầy. Chào giới thiệu thầy có đôi lời phát biểu với các em, và sau đó ta có diễn ra buổi tập bình thường. Xin mời thầy. Chào tất cả, thì sẽ nói ngắn gọn, trong đó thì tất cả các em vẫn tập luyện bình thường nhé. Chúng ta vẫn tập luyện bình thường như các cái buổi tập khác, và thầy sẽ quay video lại và sẽ đăng lên trên kênh YouTube tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, thì chúng ta xem ở trên kênh đó. Trên kênh đó là chuyên quay về võ không, còn ví dụ như cái kênh Nguyễn Viết Hòa của thầy hiện tại nó gần 100.000 người đăng ký rồi, nhưng mà quay rất nhiều thứ, cho nên là có thể là chúng ta xem nó sẽ hơi bị loãng. Thì sẽ dành cái kênh tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa là kênh quay riêng về võ, thì chúng ta xem ở trên đó là chuyên về võ, kể cả chương trình thi lên đai hay là các buổi tập của các câu lạc bộ thì sẽ quay ở trên kênh tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, chúng ta xem ở trên đó. Chúc tất cả các em tập luyện võ thuật tốt và học văn hóa thật tốt nha. Rồi, chúng ta cứ tập bình thường như một buổi tập bình thường. Bây giờ sẽ như những buổi tập bình thường, là đầu tiên sẽ là khởi động cổ tay cổ chân. Phần khởi động này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta không khởi động kỹ mà chúng ta tập luôn thì có thể gây nên những cái
nếu mà chúng ta không có khởi động kỹ mà chúng ta tập luôn thì nó có thể gây lên những cái chấn thương như là bong gân, xay khớp, các thứ không tốt cho chúng ta. Khi mà chúng ta xoay sang trái hoặc xoay sang phải nhé, một số võ sinh vì đang ít tuổi có thể không phân biệt được là chưa phân biệt được bên trái bên phải, hoặc là do huấn luyện viên đứng ngược chiều cho nên là võ sinh sẽ bị quay sai. Chính vì thế mà khi chúng ta nói xoay sang trái thì chúng ta có thể quay lưng lại cùng chiều với võ sinh để võ sinh dễ phân biệt được bên nào xoay về bên nào, hướng nào. Woo!
Quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Giờ tôi sẽ ngừng video ở đây để đi thăm các câu lạc bộ võ thuật khác ở Bình Định. Quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.